Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay ngày 16 tháng 1 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 16 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng đã tự nguyện trao số tiền hơn 183 tỷ đồng cho ông Võ Hoàng Yên, trong đó có 60 tỷ đồng là tiền mặt. Liên quan đến vụ việc ngày 3 tháng 12 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Ngày 10 tháng 1 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, trong thời gian bà Hằng quen biết Võ Hoàng Yên, ông Yên giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh, biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền 183 tỷ 21 triệu 500 nghìn đồng, trong đó có 60 tỷ đồng là tiền mặt, không có giấy tờ và người chứng kiến để ông trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện. Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra đến nay, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm. Ngày 15 tháng 1, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận hung thủ giết người, cướp tài sản 42 năm trước Trương Đình Chi, tức Trương Đình Khôi Lê Minh Sơn, 66 tuổi, đã bị Công an Bình Thuận bắt giữ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi và đã cho gia đình bảo lãnh theo quy định pháp luật. Theo nguồn tin của PLO cho biết thời điểm bị bắt, tháng 11, 2021, do quá lo sợ, Chi đã uống nhầm thuốc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trao đổi với phóng viên, chị Chung Thị Hạnh, con dâu ông Võ Tây cho biết gia đình vừa nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tây. Quyết định nêu rõ, sau khi tiến hành điều tra thấy hành vi của ông Võ Tây không cấu thành tội phạm, gia đình rất vui khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can dù sau 42 năm, một thời gian quá dài. Trước đó, ngày 1 tháng 8 1980, ông Tây, sinh năm 1932, bị Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, nay là Bình Thuận khởi tố, bắt giam về tội giết người. Cướp của theo sắc luật 03, sau 152 ngày bắt giam oan, ông Võ Tây được trả tự do. Sau khi được trả tự do, ông Tây về nhà sống trong lặng lẽ, như một chiếc bóng cho đến ngày mất. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong vườn vì mặc cảm. Từ một thầy thuốc nam mắt Tây chuyên giúp đỡ bà con, do mang thân phận là kẻ giết người, cướp của, tên của ông cũng khiến người ta e ngại khi nhắc đến, chứ nói gì đến chuyện nhờ chữa bệnh. 13 năm sau ngày bị khởi tố, bắt giam oan, năm 1994, ông Tây qua đời do bầu bệnh khi mới 62 tuổi và đến chết. Ông vẫn mang thân phận là bị can giết người. Trao đổi với PLO, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết ngày 14 tháng 1 đã mời ông Võ Ngọc, con trai ông Tây, đến để trao quyết định đình chỉ bị can của ông Tây và tới đây sẽ xin lỗi công khai gia đình ông, tiến hành bồi thường oan sai theo quy định pháp luật. Như PLO đã đưa tin, ngày 31 tháng 7 1980, bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954, lúc đó 26 tuổi, từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp, nhưng đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện thiếu phụ nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Thuận Hải, nay là tỉnh Bình Thuận, cách quốc lộ 1A chỉ 7 mét. Khi nghe tri hô phát hiện thi thể nạn nhân, ông Võ Tê nhà ở gần đó là người duy nhất rành thuốc nam trong xóm, lập tức chạy đến hiện trường. Tại đây, mẹ của bà Khanh đang ôm xác con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đánh bắt mạch, vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chầm tay, nắm ống quần của ông Tây nhờ cứu con gái, máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tây. Từ vết máu này, một ngày sau, ngày 1 tháng 8 1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Tây. Trong khi hung thủ thật sự của vụ án, Trương Đình Chi sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đón xe vào Hậu Giang lẫn trốn. Từ lúc mẹ bị sát hại mới chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên, ông Đỗ Thành An, nay đã 49 tuổi, đã tự thu thập, điều tra, bỏ ra hàng chục năm trời lần theo dấu vết hung thủ Trương Đình Chi.
Chính anh An là người xác định được ông Trương Đình Chi về quê vợ ở Quy Nhơn, Bình Định, nhập hộ khẩu nhà cha vợ rồi thay tên đổi họ Trương Đình Chi sinh năm 1956 thành Lê Minh Sơn sinh năm 1954. Anh An làm đơn tố cáo và công an Bình Thuận lập tức cử trinh sát đến Bình Định. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông tên Lê Minh Sơn và vợ đột nhiên biến mất. Anh An làm đủ nghề để mưu sinh như bán vé số dạo, phụ hồ, bưng bê, rửa chén, từ Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận cho đến Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, đi tới đâu An cũng vừa làm mướn vừa nghe ngóng, quyết tâm tìm hung thủ. Sau đó ngày 4 tháng 4 1999, công an tỉnh Bình Thuận ban hành thông báo truy tìm số 206 kèm ảnh đương sự Lê Minh Sơn. Anh An thừa nhận những thông tin mà mình cung cấp đều được công an tỉnh Bình Thuận truy xét nhưng không có kết quả. Nhiều năm liền tôi sống lang bạt, cứ nghe thông tin hung thủ xuất hiện ở đâu, tôi lại xin nghỉ việc để truy tìm và cũng chẳng ai đồng ý làm vợ một người đàn ông sống rày đây mày đó như tôi. Ông An cười chua xót. Được biết cơ quan điều tra cũng đã mời anh Đỗ Thành An, con trai của nạn nhân lên làm việc về các thủ tục bồi thường thiệt hại cái chết của mẹ mình. Mất mát của anh Đỗ Thành An là không gì bù đắp nổi. Cơ quan cảnh sát điều tra rất hiểu và chia sẻ với anh An, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết. Lân là một trong tứ linh vật cao quý, Long Lân Quy Phụng, chuyên bảo vệ và canh giữ cho gia môn, trấn áp mọi tà khí, vận đen vào trong nhà và mang lại điều may mắn. Vì lẽ đó mà trong những dịp quan trọng như khai trương, lễ hay Tết, có người mong muốn linh vật này vào nhà để mang đến những điều suôn sẻ. Cái xưởng cơ sở của mình làm cái nghề này cũng 22 năm. Cái lượng khách của mình á, cái Việt Nam mình luôn, ở toàn thế giới luôn là Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Macau, Trung Quốc với bên Mỹ rồi Đài Loan. Nói chung ra cái gì cũng khó hết đó. Nói chung ra là ở trong chỗ cơ sở cái nào cũng có cái khó hết á, cái đặc điểm á, không có cái nào dễ. Mình biết làm thì dễ, không biết làm thì khó. Thì số lượng này năm nay dịch mà cũng hơi ít, nhưng mà cái này là đại chung, ai cũng ảnh hưởng hết, không sao. Mà mình cứ gắng sang năm mình cứ làm lại. Bước quan trọng nhất để làm ra đầu lân chính là tạo khung. Vì tạo khung sẽ quyết định hình dạng của đầu lân. Khi làm bước này, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm thì mới tạo nên được một chiếc khung đẹp và chắc chắn. Sau khi hoàn thành xong bộ khung thì sẽ dán từng miếng vải màng lên đầu lân đã được định hình, sau đó đem đi phơi khô rồi lại tiếp tục dán và phơi khô lần nữa. Mình vẽ đầu lân là cái phần đáng quan trọng nhất là cặp mắt, tại vì con mắt lân mình vẽ nếu như mà mình sơ xuất là con mắt lân nó không có được hồn, cho nên là cái phần mắt là cái phần quan trọng nhất trong con lưng. Lưng mỏ tròn thì mình vẽ mắt khác, còn lưng mỏ dảnh thì mình vẽ mắt khác. Nó mỗi con thì nó mỗi khác nhau. Cái này là màu mình giống như là mình đi mua về mình pha lại cho nó tiệp với lại giống như là khách yêu cầu cái màu gì mình pha cho nó giống. Cái màu chủ yếu là màu chủ đạo của lưng là cam, vàng, đỏ, trắng, đen. Cái lưng quan trọng nhất là cái cặp mắt, cái thần thái. Mình vẽ sao để con lưng nhìn vô là thấy nó dữ hoặc là lanh hoặc là hiền dễ thương đó. Còn hoa văn thì vẽ cỡ nào cũng dễ qua dễ lại, cũng là mấy cái đó quan trọng, cái thần thái. Công đoạn cuối cùng là dán lông, làm râu và gắn đuôi cho lân. Thường thì đầu lân sẽ được trang trí bằng lông cừu để tạo nên sự mềm mại và chân thật. Được biết, một chiếc đầu lân như thế sẽ hoàn thành trong 2 hoặc 3 ngày và được bán ra với giá từ 5 đến 7 triệu đồng tùy vào hàng thường hay là hàng đặc. Cặp đôi gây ra vụ cướp tài sản với thủ đoạn táo tợn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an bắt. Theo đó, cặp đôi chạy xe áp sát nhằm cướp giật túi xách, bất thành nên quay xe lại đụng vào 3 người phụ nữ rồi la hét rằng giật chồng và tấn công cướp tài sản. Ngày 15 tháng 1,
đội hình sự đặc nhiệm đội 3, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bắt Trần Hoàng Tuấn, 23 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Ngô Thị Ngọc Nguyên, 23 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 1, Tuấn điều khiển xe máy Luvias 59H129067 chở Nguyên chạy trên đường số 10 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Cả hai phát hiện ba người phụ nữ đang đi bộ, trong đó có một cô gái 21 tuổi có cầm túi sách trên tay. Nguyên liền nói Tuấn chạy xe máy áp sát người phụ nữ để Nguyên cướp giật túi sách nhưng không thành. Thay vì chạy, Tuấn lại điều khiển xe vòng lại, đụng vào ba người phụ nữ. Nguyên liền đó nhảy xuống, chửi bới to tiếng nói cô gái cầm túi sách rằng mày giật chồng tao hả? Hai phụ nữ còn lại thấy bạn vô cớ bị đánh nên đánh trả lại Nguyên. Tuấn thấy vậy xông vào tấn công cả ba nạn nhân. Trong lúc xô xát, Nguyên vừa đánh vừa giật sợi dây chuyền trên cổ và cướp túi sách của cô gái trẻ. Cả ba nạn nhân thấy trời tối, cặp đôi xâm trổ hung hãn cướp tài sản nên sợ hãi bỏ chạy, hô hoáng. Riêng Tuấn nhanh chóng chở Nguyên tẩu thoát khỏi hiện trường. Cả hai sau đó vào một khách sạn trên đường số 37, phường Tân Quy, quận 7 để kiếm điểm chiến lợi phẩm. Theo đó, ngoài sợi dây chuyền thì trong chiếc túi có chứa một điện thoại hiệu iPhone X vào khoảng 2,5 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Đội 3, phòng PC02 nhận được thông tin nên phối hợp với công an huyện Bình Chánh và cuộc xác minh. Công an tới khu vực xảy ra vụ cướp tài sản trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lời khai để truy xét. Do trời tối, lời kể nhân chứng khá rời rạc nên việc lần theo các manh mối gặp không ít khó khăn, một lãnh đạo đội 3 phòng PC02 nói. Qua thời gian nhiều trinh sát dày công theo dấu, đến 11h40 ngày 14 tháng 1, tổ tuần tra đội 3 phối hợp công an phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cặp đôi nam nữ chạy xe máy trên đường Trần Xuân Soạn có nhận dạng giống với hai tên cướp nên mời làm việc. Đây chính là Tuấn và Nguyên. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả hai đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, trong sáng ngày gây án, Tuấn chở Nguyên đi bán tài sản gồm sợi dây chuyền vàng với giá 6 triệu đồng rồi mua một cặp nhẫn cưới để đeo chung với giá 4 triệu. Tuy nhiên, cả hai đều nghiện, số tiền dư nhanh chóng được nướng vào ma túy đá nên hôm sau lại đem cặp nhẫn cưới bán và cầm lại với giá 3 triệu đồng để tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại bán lại với giá 2 triệu đồng. Để tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng, Tuấn và Nguyên lẩn trốn xuống Bình Dương và gửi xe ở bãi xe chung cư BKMS Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một nhưng vẫn không thoát sau đó. Đội 3 sau đó đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Theo một cán bộ điều tra, thủ đoạn của cả hai là canh sẵn trước những khách sạn, nhà nghỉ rồi thấy những phụ nữ có tài sản hớ hên sẽ tìm cách ra tay. Bên cạnh đó, công an cũng khuyến cáo, vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm, cướp, cướp giật có nhiều diễn biến phức tạp. Người dân cần đề cao cảnh giác trong thời điểm cuối năm với các loại tội phạm này. Bên cạnh việc trang bị ổ khóa, gia cố cửa ngõ thì tránh đeo, mang các tài sản có giá trị trên người một cách hớ hên trong lúc đêm khuya, đường vắng rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm, một cán bộ điều tra nói. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.